Chào cả nhà nha, bây giờ gia đình em đi ăn hải sản nha cả nhà nhé. Gia đình em ăn hải sản như mực sống nè mọi người. Mực sống ăn trong ly á lên. Vô thế nào món gì kia không? À, chị mua ghẹ nè cưng. Ghẹ chứ gì? Để cho mập mập nha anh. Còn bằng công á. Mấy con? 7 con. Đây là phong cảnh buổi chiều tại Nam Du nha mọi người. Bắt mà cái. Đây nó có mực không? Mực sống nha cả nhà. Đẹp quá ta. Dễ thương quá, đây còn sống nè. Đang bơi luôn à. Đang bơi luôn. Nó té nè. Chị Hằng tới ăn món gì đây? Ăn món gì đây? Kệ quay cho chị Hằng em. Sợ lắm. Sợ lắm. Nè. Có phun nó bọc chứ. Có phun cười cưng. Nè nè, thầy nè. Ủa? Nè nè. Thầy cưng đi nha, ba điện không được nè. Đâu đâu anh Lân, anh Lân bào ngư lên Lân. Anh Lân ra qua Kỳ Viên bào ngư rồi. Bông ngư này con. Ờ thì bông ngư ra, dở bông ngư ra đây. Đây, đây là bông ngư còn sống luôn nha nha. Sống luôn nha, không phải sống hết chết đâu nha. À, đúng rồi. Đó, bà vợ đây nói chuyện con rể không? Thiệt nè. Đưa lại đó. Đây con. Đây cái con này con gì? Xà lá. Hôm nay. Nó kèm đó nha. Nó sống. Vậy là nó đã chết rồi. Nó kèm nó chết. Ủa Lưng chưa nó kiếm con gì ăn á Lưng. Con gì nướng nướng á. Chết hết trơn mặt rồi. Nè bà ngư nè. Bà ngư là cái nào? Nè, ra đây nè, bự lắm vậy. Con bà ngư này hả? Ừ, ba ra đây chị Hằng. Lúc con, trời ơi, ba mới giả ngạo rồi. Bà ngư, bây giờ lên lên, phải làm mới con canh rồi nè. Nè, con bà ngư nè. Hãy
Ê, sao một cái con nó chồng vậy hả? Ờ, vậy? Bám với nhau. Đang bám mà. Không phải đừng gọi nữa đây. Để nó. Đây có cái này hả? Dạ đây nè chị. Bám cái ra đây chạy ra. Đây là quán hải sản chị Hương thường ăn nha mọi người. Đây là kêu là ốc vú, còn con này là ốc lộn. Đâu đâu đâu, ốc vú nè, đây để em lấy cho trọn bộ. Đây là ốc vú, còn đây là ốc lộn. Đâu ốc vú là bên đây phải không? Ốc vú là bên đây, còn đây là ốc chim. Bướm đấy, cái bướm này. Mọi người bây giờ làm món gì chị? Ăn sống. Ăn sống luôn hả? Hải sản ở đây thích hơn ở đấy, ở phố 6 đấy, Côn Đảo đấy. Hải sản này hải sản tươi sống mà giá nó cũng bình. Giá cũng phải chăng nữa. Có bao nhiêu nữa trên tên anh? Thế nào? Bao nhiêu rồi anh? 7 triệu rưỡi. Còn cái này là đòn thứ 3 á. Cái này là ba này bảy triệu rưỡi á, bảy triệu rưỡi này chưa ba rồi không có đường nhau, tại vì không có đường nha, bảy triệu rưỡi á, cái được cái bảy của 7.5 á, nãy bảo là ba ông nói mà. Anh ơi, cho khách ở bàn ngoài một chiếc luôn. Dạ, nhanh dưới luôn. Thôi, chị cầm bây giờ đi. Thôi, giờ rồi, giờ rồi. Có giờ mình nói đâu. Dạ, tôm chiên chách lầu nha mọi người. Tôm chiên ghẹ. Em biết rồi, biết rồi. Biết rồi, chị ăn là ngon, không có đường. Chị có lấy cơm không? Em làm cho chị. Nghe đỡ màu đen hết rồi đó. Ngộ rồi. Con trai là nó phun nước, nó phun mực là chết luôn, mà lấy đồ cái chuyện không có chỗ ngồi nó còn nghiệp.
Đây qua Nam Du là nhớ ghé thăm Tây nha mọi người nha.
cò này nướng mau chín không cô? Để vậy là nó sôi được chứ. Này là bằng ngư đúng không anh? Cũng tùy loại mình ăn sống với mình chế biến ha. Cái này để vô thấm đá. Anh bỏ mực lên ướp luôn đi chứ gì? Đây mực ướp đi. Con ghẹ này hấp cả bao lâu chín anh? Cũng 10 phút. 10 phút hả? Ừ. Với mình xài là cái kè nó cũng mau. Tại vì người ta ăn sống mực á, còn nếu mà ăn sạch sẽ mình phải lột ra, mình sắc ra. Ủa sao em thấy nó ăn nguyên con bỏ vô cái ly nhúng nhúng cái là gì? Nó ăn nhớt vậy đó. Ăn nó nhớt á. Con này mình làm sạch thì hai mình ướp đá. Sao không mình biết cạnh chứ ai đâu biết. Như tụi em thấy thấy ta nghe thôi chứ đâu biết ăn sao. Ăn uống làm gì cũng sạch quá chắc ha. Có khi ba chục lần đó. Đi mình kéo con lên. Cá biển này mực cá biển là cái nào cũng ăn qua. Ở tại đây đâu à? Nãy nó lột cái lớp ngoài còn lớp trong à, em thấy có lớp màu đen đen nữa mà. Cái đó túi đó. Còn nó ăn để chấm gì đó, nó nhớt giọt à, rồi cái thịt cái túi đen luôn. Mình đã lột sạch sẽ này nè, mình để một phần cái mình sắc ra. Nhớ là một cái nhớ. Này mình có qua sổ bi không đó, này ngoài cho em thao. Có không? Mình biết cá nào mà sống được sống. Ăn sống được thì tốt, mà ăn ăn sống thì phải sạch sẽ kìa. Nó ăn còn ăn một tháng nè. Đây dữ hả? Tháng ăn giống có 30 lần, có mấy giờ là bình thường. Thời gian biển nó ít có bị bệnh gút tâm, không có thấy nào bệnh chứ. Nhưng mà không lao động á, mấy anh làm việc á. Đúng rồi. Ăn vô đó không phải nè. Còn mấy anh làm việc xuyên suốt mà. Bây giờ còn đi không? Giờ nghỉ về làm đi, năm sau năm nay. Kệ về gốc về đây, cố thủ đây cũng được rồi. Có anh rành làm ba đồ này cũng đỡ. Làm đồ lẹ quá chứ. Chứ không biết làm mò biết nào mới rồi. Chắc là cái chợ cần làm gì đó, phải ăn theo một thái. Ờ. Trời có nào, có ăn vô cái mò cái bỏ đem đi xào lại, ăn con miếng đầu cắn nó đi có rất là biết bao nhiêu. Thì bà em thấy nó lên cái chung chung nhỏ nhỏ. Nó bỏ một tạc vô á. Dạ. Rồi bỏ nó tương nhau, nó lắp một tay nhúng vô cắn đi rồi. Mình làm vậy ướp đá ăn cho nó ăn còn. Thì mình làm sạch sẽ là cái bụng cái xấu mình ăn vô cũng không sao. Dạ. Cũng không đi cộng mà cái đó vậy đi cộng. Thank you.
rồi sắt, rồi bắt đầu mình ướp đá nữa nha. Còn trắng tinh không, tươi rồi. Mình với gieo ngư ăn sống nè, đủ về. Để cao quá tột không? Ê, về ơi. Vợ kêu ra mấy đây hải sản ngập mặt đây, cái đấy ngập, cái đi biển là phải ăn đồ biển, nó mới đúng là cái chất của biển. Giới thiệu món ăn đi chị, giới thiệu món ăn đi, giới thiệu món ăn đây là cua hấp, ghẹ hấp, xin lỗi, sò mai nướng mỡ hành, sò điệp nướng mỡ hành, đây là mực tươi, đang còn lơ bino luôn, đây đang chạy sống. Luôn, đang sống luôn á, đây. Còn đây là hàu, bầu ngư. Không có nhớ má ơi. Đây là cháo gì? Cháo gì đây? Đây là cháo gì? Sò mai. Đây là cháo hàu. Cháo hàu. Đây là cháo hàu. Rồi, dùng đi. Mời cả nhà nha. Ăn đây. Mời cả nhà mình ăn nha. Thử bầu ngư này nè. Mời cả nhà. Chính rồi, mày mình đây này, mời em mời cả nhà nhé nè. Ồ. Wow. Tươi quá. Rồi em mời chồng em nha. Sao bọn ngư ăn sao anh trai? Tôi ăn thử điệp. Ngon quá. Ngọt lắm. Giòn lắm á. Có này ngọt đây. Nè chắp cho tám này. Nghe nó sụt. Dạ đó là bọn ngư đó anh. Mấy người con này đây đi. Đây là bọn ngư nè. Đây là chế bột tạc nè. Ngon lắm, con này ngon lắm á. Bọn ngư chính mấy ạ. Ừ ăn con này đi con nhỏ đó. Nè. Bọn ngư à đây 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 bọn ngư đây. Ừ ngon lắm. À, quá. Ngon quá không? Chồng em cứ quay đi em đút cho chồng em ăn. Thấy ngon không? Giống như luôn. Ngon mẹ. Ở cho tí mùi tạp đi. Không mẹ, tự tế đó. Quay đi. Cứ quay đi em đút cho anh nè. Ngon quá. Ngon thật chưa? Ở đây làm ra là trên lầu. Bỏ cái lên đây nè. Anh cứ tác nghiệp đi, còn mọi thứ để em. Ở đây hay nhỉ, nó không sao cái gì nhỉ? Con ăn thấy ngon không không? Ngon mẹ. Nó không cho cái gì gói nhỉ? Cái gì gói vào ăn cái này nè. Rau ghém hả?
cái đồ ăn ê, mà cái này nó có nồng đâu. Cái này á, cái này giờ cái gì? Cái này muối ớt xanh. Muối ớt xanh mình bỏ cái đồ nồng. Không 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 mà nồng mới ăn mình mẹ đi. Đó, phải. Đi không? Ở đây ăn hết lon rồi. Ngon quá. Anh ăn quấy hả? Chị cho em chém muối ớt xanh thôi chị. Có thể. Như vậy em thấy anh quay tội nghiệp, anh cho em cho anh ăn ăn với cơm của ông hai đi. Mời cả nhà dùng miếng bào ngư với em nha. Hai 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 mẹ con mình nay không dính vô anh. Mà hai mẹ con mình không dính vô đâu. Ôi thằng lên. Nghe tiếng được rồi. Ừ, con ghẹ mập dữ lắm. Mập không? Mập dữ lắm. Ừ, được rồi. Ngon quá. Ừ. Ra bổng cái này là tôi xanh luôn đó nghe. Nào, con này nè gạch à, xanh luôn đó má ơi. Cái mà bổng còn nước mũi của chị ta. Con đó, lấy đây nè. Ở đây người ta không biết nói đùa đâu nên người ta không hiểu đâu. Nè, con ăn. Nó bận như vậy. Đây anh. Chứ mà không cay ăn đã vậy nè. Đây nè, nè. Cái này nó còn đang. Để lên bẻ cho. Em này bị ở đây à? Cái đấy nó chắc là nó chọc đâm vô. Làm em một sống mà người. Các bạn này bán không ngon, không bỏ bột ngọt hao luộc bán bột ngọt. Đồ độ ngon ấy mà. Chứ bà chị chuyên cơ là bà nhớ chị ăn bột ngọt nhiều là bà bỏ bột ngọt nhiều. Em tính nói là bà nói, ờ chỉ mưa anh ăn bột ngọt nhiều đi, tôi bỏ bột ngọt nhiều. Đúng rồi, cơm đã ngon. Bây giờ em mới hâm kèm đó, mới hâm thảo không? Bây giờ là mình con heo bây giờ nó ngon cỡ nào ngon à, con bỏ ngon cỡ nào ngon. Không có gia vị thì coi ăn được không? Đúng rồi, quá trong cái nước chấm ra cái gì chơi. Ngon quá trời. Ngon. Cho mẹ mang. Ăn nó ra nha. Giờ cô mới bẻ được chứ. Chưa lấy. Bắt mua ra. Coi mẹ mất nết nó mọi người ơi. Mọi người lấy chi ngang ngang có khiếp không mọi người? Anh tát em cái mu này luôn em. Anh nghe không? Tát cái mu gì? Tát em cái mu. Anh ơi. Con làm gì có kính như này. Anh đâu ăn cái. Ăn cái nó mới ngon. Em là làm cho mấy nghe cơm ăn trồng rộng ăn được. Tập ăn thử. Thôi em ăn đi. Anh ăn món khác. Lát thì anh ăn cái miếng được. Không bằng ghẹ được ăn mập chứ. Không ăn đi. Hai. Không. Cũng ăn. Trời ơi. Bữa nào mừng cái gì? Ăn cái gì? Ăn cái muôn này nó. Bảo quân đâu có ăn nhiều đâu. Chà cái chà, chà chà cái chà. Thôi kẹp đó em. Nước mè thì ngon thật. Nhưng mà làm một hơi xong ăn lạc xong tí. Bập 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 bập. Đây em nè. Và cái miếng da nằm đây nè. Em xuất ra cái tép lên nó sưng luôn nè. Em ăn đi nha. Cái này mới là ghẹt tươi à. Lột được cái da này. Cái này cái gạch này nó không có. Đây con, con có không cái gì?
rất ngon. Có, gạch này cũng gạch. Đây ông có múc chút xuống cái trong hông á, trong hang á. Cũng chín mười thôi chứ. Ngon ghê. Trong hang á, giờ ngang miếng không biết ăn ngay. Thôi, tôi từng anh ăn con cua tôi chỉ ăn với cái đấy tôi ghét nó bóc như này lắm. Con này nó mềm, nó đỡ hơn. Con cua nó hâu dữ lắm. Con cua nó cứng á. Nó cứng, không có tươi. Mà nó tanh chứ. Cảm giác sao lên? Khi anh ăn con ghẹ đây. Cảm giác thật là vô mệt. Chúng ta mới đăng cái gì đấy. Cảm giác nhìn nó làm con hào thật là vô mốt. Con ghẹ ăn thì đúng là con ghẹ luôn. Ghẹ không để lẫn được cái con cua được. Ngon quá. Ngon lắm mọi người ơi. Mình đã bóp tay dây cho chị Hằng ăn về cái ăn cái miệng dính dầu không? Thơm luôn. Ngon quá. Sướng lắm rồi Du ạ. Giờ mát tê mát, mũi nóng cung bừng lên. Phải tê cho nó mát đi. Làm miếng nữa coi. Bây giờ này thứ gì cũng ít cắt ra. Con bướm nhà tôi nó cũng ăn cái cua bên này, cá cái này bao giờ nó cứ chán. Nó ba con cua, ba con tôm to bùng nó cũng gần tài đấy, nó ăn miếng nào đó tuôn quanh hàng tám ăn này. Nghe chú. Không biết ăn hay là. Ok. Sao cái bào ngư mình hấp lên nó ấy mà cái này giòn rộng mà chị không? Giòn ngon nhỉ, cái này giòn nhỉ. Này giòn mới đá. Đá đời con. Chấm vô. Tành khanh không? Không. Không. Em ăn thử đi, ăn cho biết. Cái này trả lời, ngon con mực luôn. Ngon hơn con hào. Ghê, hai sáng người ta làm sạch thì không có tanh, không biết gì. Hai sáng này phải dưỡng lên á. Phải nuôi rồi. Giòn rộng mà. Này một con la kém đấy nhờ. Ăn ra và cua ăn nữa. Chị Sáu, chị có nhà không? Có khách đứng đứng trước cửa nhà bên gì ăn hủ mới được em nè. Em kêu vô leo với cà chua mình nè ha. Ăn dễ mệt. Không. Ôi. 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 Cái rau sống hả? Ở đây nó không rau sống, nó không quen sống như mình thôi. Sống mình ấy. Châu, quen ấy. Đâu? Còn mình hay ăn ở nhà mình á. Cái rau như ở vườn nhà mình, ủ chức nói đến rau nhà vườn nhà mình giờ còn mới trong tủ lạnh. Bởi ở đây mình có rau gì không chú? Có rau sống gì không? Rau sống mà cải, cải salad rồi ha, cải gì? Ăn ghém ghém vô cho đỡ ngán á. Không còn món gì nữa. Ui da, toàn mực xào hả? Không, ý là mai ăn còn món gì nữa thôi. Còn món thịt người. Có mèo ông lông mèo gà nữa xong. Đậu lễ à. Không có hôm nay gì đó. Cả đừng, chủ à. Đừng nói đến cái vấn đề địt bọp ấy. Ngân lại dạo dịch. Thì à, nó lên cái gì đó. Không bao giờ dạo dịch. Thế cứ hề. Ừ. Có này cái gì nhà máy sợi cà chua gì đó. Lò đang bận sốt cà chua. Không sốt xúc xích. Trời ơi nhớ mãi không ra. Em có bắt cái con mực cái buồn cười cực. Dạ. Cái bắt ở dưới nước phải ấm kẹp. Nó chưa có bắn mực cho mình chỉ là hơn. Dở cao lên nó bắn cho mình á. Nó làm cái tẹt rồi nè. Thì như mày ăn hết cái cơm nhanh như thế nào? Ăn bên khác như thế nào? Mình mềm muốn cái đĩa cơm rồi mà. Bỏ cái bát cháo ấy cho ta nào. Sức mạnh nó. Rồi ăn bớt quá bỏ. Chị cứ ghế ngăn coi chứ kìa. Quá nó. Cơm rồi cũng đầu. Cơm mặt đầu. Ờ, mình chào bà tới. Con ghẹ này ra lên rồi mọi người dùng mực xào nha. Mực xào thì nó là cổ truyền dân tộc rồi. À mà. Thấy không? Cái món này là món mực sồ dưa lô. Sao lắm mà hàng cũng đã con bỏ kìa. Bỏ. Trời ơi. Cái mình mà. Nhậu luôn. Mày thấy mẹ. Ngồi đây ngồi đây. Mày thấy mẹ mày không luôn hả?
Má, đúng rồi, chị má. Má rồi. Con mẹ kêu xuống đây ăn cơm với mẹ không kỳ vậy? À, vậy. Muốn bỏ thả ra đi. Coi xuống đây với ai? Đi bắn gì? Lên qua đây, lên đây. Đi bắn gì xuống nha bỏ. Lên cái ghế đó đi lên. Ừ. Đó, em mới vừa tính thôi, bỏ đâu thôi chưa thấy luôn. Nhìn lên thấy nó. Cho ly đi. Em ơi, cho anh xin ly. Nhớ chị sao không? Thấy thấy mẹ thì phải lại chào mẹ chứ tại sao làm dạ. Gì vậy? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Đây con trai chị Hương. Con cho chị Hương ta đi. Đi hả? Mừng có hào không? Mừng đi bắt con không? Con không bật không? Con không đi được không? Em mai rủ em tối mai cho nó tiền, nó có tiền nó lấy cái con một mình cho một con ly nước đá vậy coi bờ ấy cho cái chén nữa mà mẹ. Đâu xây thì bảy nước đá còn ly trong đây mượn. Lấy em nước ngọt. Nước ngọt tao nhỏ. Mà để lấy ly nữa. Rồi. Thì bên đây mới kêu cho cái ly rồi đó nha. Hộp đá luôn. Cái sâu đá đi. Có hộp đĩa không? Mai đi câu mực được không? Mai dẫn mẹ đi câu mực coi. Hồi sáng thì lên chợ kiếm em mà nói em đi câu rồi. Cái chén. Ờ đi lặn. Chén cơm luôn em ơi. Chén cơm được một chén hai á. Dỗ với đánh chiều nay tối mai đi. Tối mai đi câu mực nha. Xuống này đi ghe lớn. Chứ ghe mình nhỏ anh đâu ngồi được. Đâu có ghe không? Ghe của nó ghe nhỏ. Ghe nhỏ. Ghe gì nè. Ghe lặn. Ghe thì mai đi ghe to. Nó chơi mà nó giỏi lắm chị Hà, nó giỏi lên nó 17 tuổi á. Giỏi lắm bà ơi, nhà nó làm không luôn, nó công nghiệp lắm má ơi. Mấy cái bà bữa sau. Có nhậu chưa? Sao lơ lơ vậy? Mẹ nó đậu đi cô em mẹ nó luôn ngọt. Đó giờ thì không nhậu mà. Không được đi đi. Đi ngon nha. Đi ngon nha. Đó lơ. Nó giống bà ấy vậy. Nó giống chắc cả món hải sản này nó không muốn ăn đi. Ngán nè. Ăn đi bỏ, ăn đi cưng, ăn thoải mái đi cưng. Để lấy cái chén ra. Không gì nó kêu ấy đâu. Ăn gì mà mẹ kêu cho nó loại không gì. Gọi tự nhiên nha. Hay là ra mua ít thịt nướng cho nó. Không. Nó nói rồi. Không. Ừ. Ra mua ít thịt. Ăn gì ăn đó rồi. Đi mẹ Hương ơi. Đâu. Mua ít thịt. Hay có mực bụng nắng chiên không? Không. Ngon nha. Tí nè. Đừng gọi nữa. Bây giờ bà Ngân này. Rồi để lên chén. Gọi sao gọi cái bà nướng thịt kêu mang cho mấy xin. Nó ăn cái này được. Thôi, mới chẳng chứ thịt nó sẽ lại thảm đâu. Có ăn thật không? Không phải hỏi. Con tưởng là cô gạt giờ không nói là mẹ cho mua gì con ăn nấy hả? Ừ. Ok. Thì nghe anh ơi. Cái xúc xích các thứ đây bảo bà. Rồi rồi rồi, ổng đi ổng mới về để em điện cho ổng ra lấy liền. Dạ. Dạ 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 ok. Làm nó đi con. Làm nó đi bỏ. Ăn tạm đi xong là tí nữa. Ăn đi. Này bà ơi. Ôi giận anh. Tôi thường này thì lắm đâu mà. Không biết bố mẹ ở đâu à? Ở đâu ta nói. Mẹ kìa còn hút thuốc. Thuốc đó kìa chạy lại lại nhớ kia bà ơi. Không cho mày hút ngay hút ra. Kia chứ đây đâu có đâu. Con ăn đi. Đó, tiền á. Không có tiền. Thôi mua vô cơm lại kia. Lớn rồi, 17 tuổi rồi nhỏ. Không phải chỗ mày đâu thấp. Đúng rồi, lớn là thanh niên hỏi cho tao tốt chứ. Con yêu chưa? Chưa. Nó làm không không? Lo lặng đâu có nhỏ nào. Anh đi. Không con. Bà xem có cái việc gì nhà bà ấy. Không. Alo. Anh chui, anh chui, anh chạy ra chăn chú bãi xe Lý Hải, chăn chú. Anh này bà bây giờ bà khi mà hưởng đi anh chui. Khi mà cho đi cái gì Hương bắt rồi. Xe bảo bình đó anh chở giùm em cái thùng đèn không phải. Đúng rồi. Đúng rồi cái thùng bim cái bim mình đó. Ông mới đó. Em mới đi thay bóng về đó. Mày nhắm có mà không bà? Đi cầu con mà. Ờ lấy xem đang mày đi cầu không? Có viên đó. Ok anh, ok. Mùa này đi cầu mực có mực không bé? Không biết. Nhắm có mực thì sang cá không? Nó giỏi dữ lắm luôn, từ sáng là nó lặn tới chiều tới tối luôn, tới chiều nó về đó chị. Thằng năm mười mấy tuổi rồi chị. 12 13 tuổi là nó lặn rồi đó. Lặn xa không? Cái điện thoại con đâu? Con có điện thoại không? Không biết bố mẹ à? Bà cái mưa thì thế nào? Nè một chấm nè.
còn làm nha. Rồi mình cởi vô mà ăn, cái mà gỏi cháu màu đào mình lấy mình ra cháu mình ăn luôn rồi. Cởi thằng chấm đâu, cho em biết. Cởi đâu? Nó bả chửi. Hỏi ý à, Hà Nhi ra Hà Nhi ý quý không? Không ý quý đâu. Quý gì mà má? Ở là đi dậy mà học muốn ba về mấy ba ở vậy ăn chửi à. Đủ qua ba sủ nè.